nhập ngành nào có mức tăng cao nhất 6 tháng đầu năm 2024? Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2024 thu nhập của người lao động quý 2 năm 2024 tăng 519.000 đồng, tương ứng tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước có mức tăng cao nhất lên đến 1,4 triệu đồng, tương ứng tăng 13,9%. Công bố mới đây của Tổng cục Thống kê cho thấy, lực lượng lao động, số người có việc làm quý 2 năm 2024 tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Lao động phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng hơn 3 phần 5 tổng số lao động có việc làm của cả nước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước. Tình hình thất nghiệp thanh niên 15 đến 24 tuổi duy trì mức cao, tỷ lệ này tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Liên quan đến thu nhập của người lao động quý 2 năm 2024, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, bình quân tháng mỗi người thu nhập 7,5 triệu đồng, giảm 137.000 đồng so với quý trước và tăng 490.000 đồng so với cùng kỳ năm trước thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 2 năm nay giảm so với quý trước là xu hướng quan sát thường thấy trong các năm gần đây. Thu nhập của lao động quý 2 thường giảm so với quý 1 do các khoản thu nhập phụ trội bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán thường được chi trả chủ yếu trong quý 1. Tính chung năm 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,5 triệu đồng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023. Quý 2 năm 2024, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm trong ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải là 9,1 triệu đồng, tăng 17,4%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 11,2 triệu đồng, tăng 15,2%, tương ứng tăng 1,5 triệu đồng ngành khai khoáng là 11,3 triệu đồng, tăng 12,5%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng. Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 12,4 triệu đồng, tăng 10,6%, tương ứng tăng 1,2 triệu đồng. Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản là 11,2 triệu đồng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 721.000 đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Thu nhập bình quân tháng của lao động làm trong ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 11,2 triệu đồng, tăng 13,9%, tương ứng tăng 1,4 triệu đồng. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải là 9,0 triệu đồng, tăng 12,3%, tương ứng tăng 981.000 đồng. Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 12,7 triệu đồng, tăng 11,7%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng. Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản là 11,7 triệu đồng, tăng 11,1%, tương ứng tăng 1,2 triệu đồng. Ngành khai khoáng là 11,0 triệu đồng, tăng 8,5%, tương ứng tăng 866.000 đồng.